Kính bạch sư, sư cho con hỏi ngũ uẩn và lục căn, tức là sáu trần. Lục căn nó khác lục trần nghe. Hai pháp này có liên quan gì với nhau không? Và có sự khác nhau gì không? Con muốn hỏi thêm nữa là vì sao ly dục rồi mà chỉ chứng sơ thiền, sao không phải chứng thánh, trong khi đó chứng thánh cũng cần phải ly dục. Thứ nhất là cái chuyện cái câu hỏi nào nó ra câu hỏi đó. Cái câu số 2 sư đã có giải thích rất là nhiều rồi, vui lòng tìm lại nha. Sư không trả lời nữa. Cái câu đầu tiên á, quý vị chỉ cần liệt kê ra là nó ra chuyện nha. Ngũ uẩn là cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn cái lục căn á, xin một lần nữa xin lặp lại nha quý vị, gọi là mất căn bản giáo lý. Tại vì mình nói là lục căn tức là lục trần là mất căn bản giáo lý nha. Lục căn nó khác, lục trần nó khác nha. Lục căn là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục trần là cái gì? Sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Đó. À, còn khi quý vị liệt kê ra là tự nhiên là nó ra nhóm hết trơn. Cho nên làm ơn làm phước đi học giáo lý giùm sư ha. Thì quý vị thấy đó, khi mà quý vị không hiểu, tức là mình không biết là sắc thọ tưởng hành tức là cái gì, mình không biết. Thôi bây giờ sư chỉ nói gọn thôi ha. Thì cái sắc đó là mắt tai mũi lưỡi thân, còn cái thọ tưởng hành thức nó thuộc về ý đó. Còn muốn biết cụ thể như thế nào thì làm ơn đi học giáo lý giùm sư nha, đi học giùm sư. Câu này chắc cho qua ha để Cảm ơn.